Giờ trái đất 2021 toàn cầu kêu gọi mọi người hưởng ứng thông điệp lên tiếng vì thiên nhiên, tập trung vào hai chủ đề tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên. Hơn 10 năm qua, Bộ Công Thương, đại diện là vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, luôn là đơn vị chủ trì, đồng hành cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF tại Việt Nam, tổ chức các chuỗi sự kiện giờ trái đất và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Từ năm 2020 và năm 2021 này, chương trình giờ trái đất còn có sự đồng hành của Bộ Tài nguyên Môi trường. Giờ trái đất 2021 kêu gọi tất cả mọi người suy ngẫm về mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, mối quan hệ tương sinh giữa các giống loài, để từ đó có những hành động và đóng góp cụ thể nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tiêu thụ các chế phẩm nhựa dùng một lần, hướng tới đảm bảo mục tiêu mà thỏa thuận khí hậu Paris đã đặt ra. Theo các cam kết của Việt Nam về thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, thì đến năm 2030 Việt Nam chúng ta sẽ cam kết tự thực hiện giảm 9% khí nhà kính, và nếu trong trường hợp có sự giúp đỡ hiệu quả của quốc tế thì chúng ta sẽ nâng cái mức cắt giảm khí nhà kính xuống lên 27%. Thì từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cái kế hoạch hành động thực hiện các cam kết của quốc gia về thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Một điều rất là đáng mừng là qua các năm thực hiện thì ngày càng có nhiều bạn trẻ, bạn thanh niên từ các tầng lớp đông đảo trong xã hội tham gia, chúng tôi cho đây cũng là cái tín hiệu rất là tốt để chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái ý thức bảo vệ môi trường và đóng góp cho cái việc chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Ngay từ tháng 2 năm 2021, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các đơn vị trong ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động truyền thông giờ trái đất theo hướng đổi mới, thiết thực, tập trung vào các sự kiện trực tuyến trên tinh thần đảm bảo an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Hưởng ứng lời vận động của Bộ Công Thương, các sở, ban ngành, địa phương và cơ quan trên cả nước đã triển khai một loạt sự kiện, hoạt động tuyên truyền hiệu quả tại địa bàn. Bộ Công cụ nhận diện giờ trái đất 2021, đặc biệt là bộ nhận diện về chủ đề tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, lồng ghép biểu trưng tiết kiệm điện được nhận xét mang tính sáng tạo, độc đáo và được các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng mạng xã hội đón nhận và chia sẻ. Các cái hoạt động đối với chiến dịch giờ trái đất Việt Nam thì sẽ tập trung vào hai cái hoạt động chủ yếu. Một là sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giảm thải cái phát thải nhựa. Đối với lĩnh vực của Bộ Công Thương chúng tôi thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc là tuyên truyền, quảng bá cho các cái hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và ứng dụng các cái công nghệ phát triển năng lượng tái tạo trong các cái lĩnh vực của đời sống xã hội. Thế thì với cái thông điệp này và với các cái hoạt động của giờ trái đất trong năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thì chúng tôi tập trung vào các cái hoạt động tuyên truyền trên các cái phương tiện truyền hình và trực tuyến như là trang web của giờ trái đất, trang fanpage giờ trái đất, và chúng tôi hy vọng là sẽ truyền tải được đầy đủ các cái thông điệp và ý nghĩa của các cái chủ đề chuyến dịch giờ trái đất hôm nay tới toàn thể người dân, cộng đồng và doanh nghiệp. Hàng năm sự kiện giờ trái đất, một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường, quy tụ hàng trăm triệu cá nhân, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cùng nâng cao nhận thức và hành động để giải quyết vấn đề cấp bách của toàn cầu, đó là khủng hoảng khí hậu, mất đa dạng sinh học và thiếu hụt các nguồn tài nguyên, trong đó có tài nguyên năng lượng, diễn ra với tốc độ chưa từng có. Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ là biểu thị ý thức của con người đối với tiết kiệm năng lượng và hơn thế nữa là với các nguồn tài nguyên, đa dạng sinh học và thiên nhiên nói chung. Giờ trái đất 2021 cũng là dịp để chúng ta suy ngẫm về mối liên hệ giữa việc tàn phá thiên nhiên và sự bùng phát của những dịch bệnh toàn cầu như COVID-19, cũng như kêu gọi sự đoàn kết của hàng triệu người qua hình thức trực tuyến, cùng lên tiếng vì thiên nhiên. Sự kiện toàn cầu này diễn ra ngay trước cột mốc mà các nhà lãnh đạo trên thế giới cần đưa ra những quyết sách quan trọng về thiên nhiên, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, định hướng tương lai của nhân loại. Năm nay là năm thứ 13 Việt Nam chúng ta tổ chức cái chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam dựa trên sáng kiến của WWF. Và chúng tôi cũng rất là mừng là kể từ lần đầu tiên tổ chức thực hiện chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam chỉ có 6 tỉnh và thành phố tham gia, thì đến nay thì sau nhiều năm thực hiện thì cũng đã có 63 tỉnh thành phố trong cả nước đều tham gia. Và chiến dịch giờ trái đất năm nay thì với chủ đề là lên tiếng vì thiên nhiên, thì Bộ Công Thương cũng rất mừng là chúng tôi cũng đồng hành cùng Bộ Tài nguyên Môi trường và các doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổ chức xã hội khác đã tham gia cái chương trình này để phát động và tăng cường ý thức bảo vệ môi trường của toàn dân.
Một loạt các thảm họa nhân loại diễn ra trên toàn thế giới trong năm 2020, bao gồm hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cháy rừng trên diện rộng và sự bùng phát đại dịch COVID-19, cũng như sự thiếu hụt năng lượng hàng thập kỷ qua, đã cho chúng ta thấy việc ngăn chặn những tổn thất của thiên nhiên là hành động cấp bách để bảo vệ tương lai của chính mình. Chính vì vậy, giờ trái đất là một thời khắc then chốt để các tổ chức, các cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hoạt động vì môi trường kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới xây dựng lộ trình phục hồi cho thiên nhiên vào năm 2030.